hiện đang có mặt ở quảng trường Batuxin Park ở tại thủ đô Viên Chăn. Và quý vị thấy các du khách dường như khi đến với quảng trường thủ đô Viên Chăn đều phải đến quảng trường này. Mời quý vị cùng Thịnh mình ngắm hình và tìm hiểu quảng trường Batuxin cũng như Khải Hoàn Môn ở đất nước Lào. Biểu tượng đường ngôi này được xây vào khoảng cuối thập niên 50 đến đầu thập niên 60. Đây được xem là một trong những công trình kiến trúc đặc trưng, và quảng trường này cũng như đại lộ Lăng Xăng này cũng là con đường đẹp nhất ở tại thủ đô Viên Chăn. Và nét đẹp bên trong của Khải Hoàn Môn cũng khá tuyệt vời.